Ngay sau khi thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đến chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn ở các cửa ngõ ra vào trên địa bàn thành phố và phát hiện, nhắc nhở, xử lý những trường hợp vi phạm. Tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, đây là cửa ngõ nối liền với các huyện Krông Bách, Eka, Mơ Rắc. Trên địa bàn phường đã có 2 ca mắc COVID-19. Công an phường cùng các lực lượng đã phong tỏa khu vực F0 và lập chốt kiểm tra người và các phương tiện ra vào địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Nếu có lý do chính đáng và cần thiết thì tổ công tác hướng dẫn đi tiếp, còn không thì kiên quyết yêu cầu quay xe trở về để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại phường Tân Hòa là cửa ngõ ra vào của quốc lộ 6. Hiện tại công an phường đã tổ chức tuần tra kiểm soát chốt chặn ngay cửa ngõ ra vào. Những trường hợp mà lên không uống thuộc ra đường không lý do chính đáng sẽ được xử lý. Đến hôm nay, qua phường đã xử lý 14 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng và 2 cơ sở kinh doanh, nhắc nhở các hộ dân buôn bán mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn và tránh lây lan dịch bệnh. Còn đây là chốt kiểm soát phòng chống dịch ở tỉnh lộ 8 nối thành phố Buôn Ma Thuột với huyện Chư Mờ Ga. Hiện tại thì tôi cũng đang làm ở trong công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn, chi nhánh tại Đắk Lắk. Thì công ty cũng trong cái thời thực hiện theo chỉ thị 16, cán bộ công nhân viên đi làm dưới 30%. Thì tôi cũng mong là tất cả mọi người dân là mình ra đường thực hiện đúng cái khẩu hiệu 5K và thực hiện đúng các cái nội quy trong cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Qua sự việc này tôi cũng rút kinh nghiệm, mà lần sau có đi thì phải hỏi chính quyền rồi cho phép đi tôi mới được đi. Vì hôm qua tôi cũng không nắm bắt được cái thông tin cho chính xác nên là cũng mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ, lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Tính đến ngày 3 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 283 ca mắc COVID-19. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột có 49 ca. Tính trong 10 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, Công an thành phố Buôn Ma Thuột cùng các lực lượng chức năng đã xử lý 308 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 589 triệu đồng theo Nghị định số 117 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và nhắc nhở hơn 3.100 trường hợp vi phạm khác.